Một phụ nữ ở Anh bị ngân tiêm 8 lần trong khoảng thời gian 3 tháng nằm viện chữa Covid-19 và đã cầu xin các bác sĩ cứu mạng mình. Trang Mirror ngày 20 tháng 11 đưa tin cô Gemma Roberts, 35 tuổi, nhập viện do mắc Covid-19 hồi tháng 8 năm nay và phải dùng máy thở. Trước đó, người phụ nữ không chịu tiêm phòng vaccine Covid-19. Trong lúc các bác sĩ tại bệnh viện Warrington dành giật sự sống cho Gemma, trái tim cô đã 8 lần ngừng đập, tưởng chừng không qua khỏi. Kogama chia sẻ với Mirror Tôi nói với các bác sĩ và y tá rằng xin đừng để tôi chết Trước khi đi ngủ, tôi gọi cho người bạn đời Sophie Holmes, 39 tuổi của mình Và trấn an tôi vẫn ổn Nhưng đôi lúc tôi sợ mình sẽ ra đi Tôi ước gì mình đã tiêm vaccine Mọi người nên tiêm vaccine Covid-19 Trước đây tôi sợ tiêm vaccine Vì nghe nói nó làm chết người Tôi đã bỏ qua cơ hội Người phụ nữ đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với y tá Colette Thomas Người luôn động viên Gamma rằng cô sẽ qua khỏi. Trong khi đó, cô Sophie cho biết, các nhân viên y tế vội vã đưa bạn đời của mình đến bệnh viện sau khi nhận được tin báo vào ngày 11 tháng 8. Đến ngày 14 tháng 8, tim của Gamma ngừng đập và cô phải vào phòng hồi sức tích cực. Vào ngày 31 tháng 8, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tim của người phụ nữ ngừng đập thêm 4 lần nữa. Thậm chí, có lần cô Gamma chết trong 10 phút. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của người phụ nữ dần tốt hơn và có thể được xuất viện trong tương lai gần. Trong một diễn biến liên quan COVID-19, Áo vừa trở thành quốc gia đầu tiên bắt buộc tiêm phòng vaccine COVID-19 toàn dân để kiểm soát đại dịch. Thủ tướng Áo Alexander Schellabes ngày 19 tháng 11 xác nhận tất cả người dân phải tiêm phòng COVID-19 bắt buộc từ tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Schellabes giải thích, các biện pháp gần đây giúp tăng số lượng người tiêm phòng vaccine hàng ngày nhưng không đủ. Áo cũng sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong tối đa 20 ngày kể từ đầu tuần tới. Ngày 18 tháng 11, Áo ghi nhận hơn 15.000 ca mắc mới COVID-19, tăng từ 11.000 ca đầu tuần này. Tính đến ngày 20 tháng 11, Áo có tổng cộng 1.027.274 ca mắc COVID-19 và 11.951 ca tử vong.